Xin chào bạn, thì hôm nay A Sinh sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi cho cái trò chơi úp kem lên mặt Be-Face Shadow ha. Tức là các bạn kéo xuống kéo ra giữa mà nó vẫn không nằm xuống, nó bị bật lên ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tháo ra thì nó rất là dễ ha. Các bạn chỉ cần tháo hết 10 con ốc ở dưới đây ha. 1, 2, nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và con ốc thứ 10 nằm ở đây ha. Các bạn tháo ra. Đó thì mình đã tháo ra thẳng cho bạn rồi. Đó, trường hợp các bạn nào mà tháo ra mà nó bị giục rò xo thì chúng ta để ý chúng ta gắn lại ha. Ví dụ giục ra đi. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái nguyên nhân mà nó bật lên trước ha. Nguyên nhân là do cái thanh trắng này nè, nó không nằm giữa hai cái thanh sắt của chúng ta ha. Thì các bạn chỉ cần kéo lên cho cái thanh trắng nó về ngay giữa là ok ha. Đó, các bạn chỉ kéo lên cho thanh trắng về ngay giữa à, rồi các bạn kéo xuống đó à, kéo lên để cho thanh trắng nó vô ngay giữa ha. Rồi chúng ta kéo xuống bình thường là nó vô khớp rồi đó, thì khi này nó sẽ không bị bung lên nữa ha, vô khớp hai cái thanh trắng này nè đó. Thì sau đó chúng ta sẽ lắp lại à, các bạn lưu ý là lò xo nè, khi mà ấy thì các bạn sẽ gắn cái lò xo vô ha à, đầu còn lại chúng ta sẽ gắn vô đây rồi, đây có một cái móc nè đó. Và chúng ta sẽ gắn vô cái lỗ hai bên ha à, kéo ra gắn vô là nó sẽ vô thôi à. Lưu ý là các bạn sẽ kéo qua một bên cho thanh trắng nó nằm ở ngoài nha, cho nó cho mình dễ để xuống đó. Thì sau khi vô xong thì nó đã vô khớp á, chúng ta kéo kéo vô thì chéo giữa thì nó sẽ đứng lại ha. Và các bạn lưu ý là cái thanh trắng này á, thì các bạn trước khi lắp ráp lại á thì bạn sẽ kéo cho nó vô giữa trước đi đó. Đó, nếu mà thanh trắng nó lỡ nằm ở giữa này như vậy á thì các bạn bấm cho nó ra về mé bên ngoài á đó, thì các bạn sẽ bỏ nó vô giữa là ok đó. Rồi, bỏ vô như thế này là ok rồi. Rồi mình sẽ lắp lại thử ha, lắp lại thử bấm cho các bạn xem đó. Thì như vậy thì chúng ta đã sửa xong rồi đó. Rồi, các bạn chỉ cần lắp lại thôi, kéo xuống kéo ra giữa ha. Đó, bấm nè. Đó, thì nó sẽ bật lên ha. Hả? Kéo ra giữa bình thường. Các bạn lưu ý là muốn kéo ra giữa thì chúng ta sẽ đè sát xuống ha. Thì chúng ta kéo qua. Nó dễ kéo hơn. Đó. Đó, kéo xuống nha, kéo mạnh xuống xong kéo qua. Kéo ra giữa. Đó, như vậy là ok. Ha. Đó. Thì trong video clip này mình đã hướng dẫn cho bạn cách khắc phục lỗi mà chúng ta kéo ra giữa thì cái bàn tay nó tự bật lên ha. À, mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo sẽ update cho bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.